những pha tranh bóng nảy lửa, những cú ghi điểm đẹp mắt làm bùng nổ khán đài. Trận đấu thứ 5 trong khuôn khổ ABL giữa đội bóng Hitech Bangkok City và đội bóng Saigon Heat. Hãy đón xem trận đấu trực tiếp trên website saigonheat.com vào lúc 19 giờ thứ tư ngày 6 tháng 8 năm 2014.